Vâng, xin kính chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với The Studio. Và hôm nay thì mình đang ngồi với một bạn khá là đặc biệt, em giới thiệu một chút đi. Hello chị, các bạn, mình là Nhi Thỏ. Những bạn nào mà hay xem TikTok thì có thể một lần hoặc là hai lần để nhìn thấy mình trên đó. Nhưng mà em làm việc cái gì thì em phải nói cho các bạn biết chứ, chứ bây giờ chẳng may xem TikTok thì xem nội dung gì. Nếu như bạn không biết sử dụng điện thoại thì hãy lên kênh TikTok Nhi Thỏ. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng điện thoại một cách thông minh nhất. Các bạn đã thấy là sự lên ngôi của các cái dạng nội dung dọc nó đã bùng nổ trong hai cái năm đại dịch của chúng ta. Và bạn Nhi là một trong những cái người có thể nói là theo kịp cái trào lưu đấy rất là sớm. Nên nay ta sẽ nói về cái chủ đề về cái việc là liệu cái việc mà chúng ta xem các nội dung dọc như thế thì nó có tốt hay không? Lợi chỗ nào và hại chỗ nào và tương lai nó sẽ phát triển ra sao? Hãy mời anh em cùng theo dõi video ngày hôm nay nhá. Vài tháng em bắt đầu thấy anh xuất hiện ở trên TikTok. Mà ngày trước là anh chỉ chưa làm YouTube thôi đúng không? Xong rồi một lần em lại thấy anh bắt đầu chuyển qua TikTok thì không biết là anh xem TikTok nhiều, anh bị nghiện xong rồi anh mới bắt đầu làm hay sao nhỉ? Chứng tỏ là đích xem kênh của mình, nhưng thực ra kênh Miso làm cái này lâu lắm rồi. Từ thời văn phòng đang ở bên Khâm Thiên các bạn, còn bọn mình chuyển đi được mấy năm rồi. Thì về cơ bản là mình thì làm TikTok vì đơn giản một câu chuyện, đó là khi mà chúng ta có đối tượng người xem mới ở trên một nền tảng nào thì là một người sáng tạo nội dung, chúng ta đều phải xuất hiện ở đấy. Nó là một lẽ đương nhiên thôi. Giống kiểu nếu mà ngày mai mà các bạn mà chuyển hết sang đọc báo giấy thì tự nhiên sẽ xuất hiện mình ở trên báo giấy thôi. Chứ còn cá nhân mình là một người mà chưa bao giờ mình bị nghiện TikTok, bởi vì thực sự là các bạn nhé, có những tuần mà mình không xem một tí nào, hoặc có khi TikTok mình mở lên thì kiên trì mình xem rơi từ khoảng 15 đến 20 phút là mình đã gọi là quá chán với TikTok rồi, nên mà mình không khoái xem ra đấy đó. Ơi em cũng vậy nè, em làm TikTok nhưng mà kiểu em bị không phải là bỏ quá nhiều thời gian để coi nó, nhưng mà kiểu nó tạo ra một cái thói quen khác, đó là em thích coi video ngắn. Được, không phải là ở trên TikTok mà ở các nền tảng khác cũng vậy. Mặc dù là không nghiện TikTok nha, nhưng mà vẫn có một cái sự thay đổi là rất là thích xem những cái nội dung nào ngắn gọn xúc tích. Đấy cũng là một cái mà hiện tại mình cũng đang xem, nhưng mà mình xem ở trên Instagram Reel. Và cái mà mình thích Reel ở cái chỗ là khi mà mình xem Reel á, nó toàn là các cái trích dẫn của những cái đoạn phim rất là hài, cụ thể là phim Family Guy. Mà những cái này ấy, hài của nó dark cực kỳ luôn, nó dark dã man. Thậm chí kể cả Tổng thống Biden các kiểu tinh thì ở bên Reel nó rất nhiều những video hài kiểu như thế này. Tại sao mình lại thích Reel hơn? Chính là cái chỗ nội dung. Khi mà mình xem Reel, những cái nội dung hài này nó được đồng bộ xuyên suốt. Và khi với TikTok ấy, khi mà mình đã chọn chủ đề ban đầu vào, ví dụ là công nghệ hay là gái đẹp hay gì đó chẳng nữa, nhưng lâu lâu TikTok vẫn sẽ recommend thêm những cái nội dung nằm hoàn toàn ngoài cái chủ đề đấy, để nó nhằm mục đích nó thử cái sở thích của mình mới, mình có khoái một số nội dung không. Rồi ngoài ra nó tạo cho mình cảm giác sẽ bị gây nghiện các kiểu. Nhưng mà thực ra đấy là một cái là lại là gây tác dụng ngược đối với cá nhân anh. Khi mà anh nhận phải những cái video mà anh không thích, anh rất khó chịu, và TikTok dẫn đến cái việc thuật toán của nó cứ liên tục ở trên cái kênh của anh, mà khi anh xem ấy, nó bị đảo loạn cào cào cả lên. Bởi vì thấy video nào recommend anh cứ xóa, bỏ qua để tìm nội dung anh xem. Nhưng nói chung là đấy là lý do mà anh cực kỳ không thích TikTok. Thật sự là khi mà em làm TikTok nó cũng có một cái vấn đề như vậy, là khi mà TikTok nó tự đề xuất quá nhiều cái nội dung cho một người xem, thì một cái creator chuyên làm một cái nội dung công nghệ như em thì đến một cái giai đoạn nhất định thì nó cũng sẽ bị loãng á. Mặc dù là follower rất là nhiều nhưng mà TikTok họ cứ đề xuất lung tung, cho nên là thậm chí follower của mình không coi được. Nói chung là người follow không có ý nghĩa trên TikTok. Dạ, đúng rồi. Thậm chí bạn không có follow, bạn có video triệu view, nhưng bạn có 1 triệu follow khi bạn có video chỉ có mấy chục nghìn là điều bình thường. Bởi vì cái thuật toán của TikTok khiến cho cái việc là có thông báo hay không có thông báo không ý nghĩa. Ví dụ như Khôi hôm trước vừa kêu rằng là nó không hề follow NONO, xong tự nhiên là có thông báo TikTok video giới thiệu video mới của NONO. Thì rõ ràng anh thấy đây là có thể nói là một trong những thuật toán nó không rành mạch rõ ràng đến từ phía TikTok cho các nhà nội dung. Nhưng mà em thấy là rất là nhiều bạn sẽ lấy video của TikTok về up Reel Facebook hoặc là up Short YouTube. Thì không biết là, tại vì em không có mạng bên mạng YouTube, em không biết là cái thuật toán bên YouTube họ có giống TikTok, họ cũng sẽ đề xuất như vậy không nhỉ anh? Nói chung là thằng YouTube Short nó còn ngáo hơn cái Reel, với lại kể cả là TikTok. Có nghĩa là nó cứ hiện video loạn cào cào hết cả lên, từ trong ngoài nước các kiểu thể loại. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta cũng được đề xuất thì cũng phần lớn là những video đến từ Việt Nam. Ví dụ như anh xem Reel thì là phần lớn video đề xuất của anh là toàn ở bên thị trường Mỹ. Nhưng mà đối với thằng YouTube Short nó còn loạn cào cào hết lên nữa. Tức nghĩa là trong ngoài nước các thứ anh thấy nó còn chưa thực sự là thông minh và rõ ràng giống như kiểu là những cái nền tảng kia cơ. Cái video ngắn thì em thấy anh đang
khá là tập trung để mạnh ngay ra. Vượt vừa cũng vậy, bắt đầu là tập trung xây dựng rồi thì stock nó phát triển như vậy, clip dài với mình chắc cũng bị ảnh hưởng anh hả? Nói chung là clip dài là nếu mọi người sẽ để ý, chúng ta đọc một số bài báo như kênh MKBHD cũng đã có dấu hiệu là chững lại sau bao nhiêu năm phát triển. Kênh Unbox Therapy, một kênh cực kỳ lớn, cũng đã mất đến hàng triệu view so với bao nhiêu năm qua. Đó chính là một cái sự tác động khá là rõ ràng của cái việc là khi mà người dùng dần xem sang cái nội dung ngắn. Thì bây giờ YouTube là nó sẽ chia ra một là video thường và video short. Tuy nhiên thì cái giải thuật toán của YouTube vẫn hoạt động theo cách cũ, dựa trên video dài, được đề xuất dựa trên tỷ lệ giữ chân người xem, rồi thời lượng video, hay là kể cả là độ phân giải của video. Thì khi mà làm video dài ấy, thì người ta xem trung bình nó ít. Trong khi đấy, với lại video short thì người ta gần như xem 100%. Bởi vì về cơ bản là cái video đó của nó ấy, là chỉ có 1 phút thôi. Short thậm chí còn không up quá được 1 phút. TikTok bây giờ còn lên 10 phút. Nhưng mà cái này chúng ta còn không up quá được. Thì dẫn đến cái việc là khi mà người ta xem video ngắn trên kênh mình quá nhiều thì cái video dài của mình sẽ không còn được đề xuất. Bởi vì khi đó nó sẽ đánh giá chất lượng kênh là người xem trung bình có 1 phút. Mà video dài mình còn làm 8 đến 10 phút thì khi đó nó bảo là cái kênh này nó không có khả năng giữ chân người xem tốt, nên không đề xuất các video dài, mà ngược lại nó sẽ đi đẩy những video ngắn. Thế nên mà vật vờ khi mà dưới cái việc mà trào lưu đó, khi mà mình làm thử một thời gian thì mọi mình nhận ra thôi chết, đấy là một cái sai lầm. Và hiện tại thì mình nghĩ là trong các cái kênh công nghệ bây giờ phần lớn đều là view giảm rất là nhiều bởi vì người ta chuyển dần sang short, nhưng mà mình không thích cái điều đó. Và hiện tại mình đang cắt giảm, là bây giờ có hẳn một kênh là vật vờ short riêng để chỉ up short. Còn sau đó vật vờ studio trong thời gian tới thì sẽ chỉ tập trung làm video dài, bởi vì mình không muốn là dần đánh mất đi cái chất đó, về cái nội dung dài nó thể hiện vẫn tốt hơn, chuyên sâu hơn. Ví dụ những cái bài như thế này chúng ta chỉ làm video dài, chúng ta làm video short thì bao giờ mọi người mới nhìn thấy cái nội dung như này, đúng không? Đó, và mình muốn giữ được cái nội dung chất lượng đó, kể cả view có giảm bởi vì cái thị hiếu hay gì đi chăng nữa, nhưng mình muốn giữ được cái đấy thay vì là làm short. Tại vì thực ra làm short có một cái hay là các kênh tăng sub và follow rất nhanh. Nhiều kênh hay lên khoe là mình có từng này view, từng này follow, nhưng mà cái bản chất là cái nội dung lên từ short có khi các bạn cũng chẳng làm về công nghệ, các bạn làm đủ thứ trên trời dưới biển, miễn là nó có view với có sub là được. Thì đấy là một cái mình thấy là các mình đang chạy theo con số. Em thấy nó còn được tặng nút bạc luôn á. Đúng rồi, rất nhanh á. Bây giờ nếu các bạn nhìn vào top thống kê những cái kênh YouTube mà nhiều view nhất Việt Nam trong năm vừa qua thì 9 trên 10 kênh đều làm nội dung ngắn. Và hiện tại là YouTube Short đang được xem là sân sau của TikTok. Khi mà các bạn làm TikTok xong các bạn up sang YouTube Short. Mình thấy YouTube đang tự đánh mất đi cái chất của riêng mình, mà giống như kiểu nó thành một kẻ chạy theo một cái công ty khác, và nó làm cho cái thuật toán của trên nền tảng này nó đang loạn cào cào lên. Ôi chết rồi, em đang tính là năm tới thì em sẽ chuyển sang mảng YouTube. Em muốn làm clip dài. Đúng rồi, vì thế nên lúc đó nếu mà làm ấy thì mình sẽ chỉ tập trung clip dài. Tức nghĩa là mình sẽ xác định luôn cái tệp khách hàng là những người xem của mình thích xem những nội dung ý nghĩa hay là cần review chuyên sâu, cần này kia, thì chỉ làm dài. Sau đó mình có thể lập một kênh chỉ làm ngắn riêng để up các video ngắn từ TikTok của em sang. Thì đấy nó sẽ ok hơn để phân biệt cái tệp khách hàng của mình nữa là. Em á là từ TikTok, em muốn chuyển dần sang YouTube. Đúng. Thì em sẽ thấy có những cái khó khăn riêng mà bản thân nhận thấy được, là tí em sẽ nói sau. Còn anh ví dụ như là anh là người làm YouTube đầu tiên, xong rồi anh cứ đang từ từ lấn sân sang TikTok một cái mảng video ngắn, thì anh thấy nó có những cái bất cập hay là anh thấy nó ưu điểm gì không? Thật ra cái ưu điểm duy nhất đó là anh thấy là nó tiếp cận nhiều người xem trẻ hơn. Nó giống như kiểu là YouTube cách đây 13 năm trước người xem toàn là người trẻ. Bây giờ sau 13 năm thì các bạn đã lớn, trưởng thành, lập gia đình hết các kiểu rồi. Thì bây giờ nó quay lại câu chuyện là tiệm khách hàng trẻ mới lại xuất hiện ở trên TikTok. Thì chúng ta lại làm những video mới ở trên đó, thì cái ưu thế duy nhất là giúp mình có thể mở rộng tiệm người xem. Nhưng cái hạn chế đó chính là cái nền tảng này, cái thời gian để người ta tập trung xem video chỉ khoảng 3 giây đầu. Thế nghĩa là nó khiến cho các bạn creator là phải diễn đủ trò làm các kiểu. Tại vì sao? Nếu như YouTube chúng ta phải bấm vào link, chúng ta xem các kiểu, chúng ta có một cái sự chuẩn bị tinh thần. Trong khi đấy, với những cái video TikTok gần như là người xem chỉ có thấy lướt, lướt, lướt xong. Thế là lập tức là đã hết cái video rồi. Nên anh thấy là nó vừa là tạo ra động lực là các bạn phải sáng tạo hơn, nhưng mà vừa tạo ra một cái vấn đề đó là cái điều đó sẽ khiến cho cái việc làm nội dung TikTok nó sẽ bị áp lực, đặc biệt là những cái nội dung không phải là giải trí. Nếu mà các bạn làm về giải trí thì có khi nó dễ, nhưng làm những nội dung muốn ý nghĩa mà có nhiều người xem lên TikTok thì nó lại phức tạp hơn rất là nhiều. Thế thì là một người làm nội dung video ngắn như thế, thì em thấy những cái điểm lợi hay những cái điểm hại nào khi mà làm nền tảng này? Em đã làm khá lâu rồi, đặc biệt lại là con gái nữa. Cái lợi thứ nhất là em là con gái. Thật sự em thấy được cái điểm đó là làm TikTok á, con gái là nhanh lắm. Cũng một cái nội dung tiếp mẹo điện thoại,
mà em làm với một bạn nam làm thì em thấy là lượt view nó khác hẳn luôn. Có thể là ngoài nội dung ra người ta có thể xem con người. Thì là con gái là rất là hợp với YouTube tốt nha. Rồi cái thứ hai là cái thời gian làm một video rất là nhanh. Anh biết không, em một cái nội dung em làm TikTok của em tầm khoảng 30 phút là có rồi, là tự quay dựng các thứ luôn, e luôn, là rất là nhanh. Nó tiết kiệm được cho mình thời gian để mình xem được nhiều nội dung hơn. Nhưng mà một cái bất cập đó là nó sẽ làm cho em có một cái tính khá là xấu, là em sẽ không có sự kiên nhẫn, kiên trì được. Ví dụ như không có clip nào mình cũng cần, mình muốn coi nhanh. Thì ví dụ như là những cái nội dung trên YouTube khá là bổ ích, thì những cái thói quen của mình là mình cứ coi như hồi nãy có nói đó, là túa rồi nhanh. Mà thậm chí là mình không qua, mình đã bỏ qua được những cái giá trị mà mình đã cho cái hay trong cái clip của anh đó. Nói chung anh thấy rằng là cái video này bọn mình là đang nói chủ yếu về cái vấn đề ở góc nhìn của những người làm nội dung. Còn đối với người xem thì bọn mình sẽ dành một video khác. TikTok đem lại khá nhiều những cái điểm tốt cho những cái người mà vượt qua những khó khăn. Anh có thể nhìn thấy nhá, anh xem TikTok thấy bây giờ các cụ, các bà toàn ở miền núi, xong rồi bán rau củ quả, bán những cái đồ ăn vặt. Đấy là một cái mặt tốt là giúp cho họ có thể cải thiện được thu nhập. Rất là tuyệt vời, thực sự luôn. Làm rất là chân chất của họ. Anh xem những cái nội dung đấy và anh thấy rất là thích những cái người đó như vậy. Em cũng vậy. Em là một kiểu như mất một khoảng thời gian rất là ngắn, chỉ khoảng một năm thôi. Từ một cái người không có biết gì và mọi người không biết gì về em hết. Tự nhiên sau một năm làm TikTok thì cũng có một cái lượng người biết nhất định. Và em cũng có định hướng rõ ràng hơn trong cái lĩnh vực rồi. Nói chung là thực sự là TikTok là một cơ hội đổi đời của rất nhiều. Khi mà chúng ta thấy là làm YouTube ấy, bây giờ để lên làm video dài ấy, nó rất là khó. Khi mà bản thân người ta đã lười xem, và hai nữa cái lượng đề xuất tự nhiên của YouTube thì nó sẽ kém hơn so với hẳn với TikTok. Đó. Nhưng mà ngược lại thì nó có cái mặt trái của nó xuất hiện rõ ràng quá. Khi mà người ta ngày xưa để mà làm YouTube thì anh thấy rằng là đôi khi người ta có thể lên chia sẻ vì một cái đam mê, chính vì nó khó mà người ta biết là không thể thành công dễ, người ta lên người ta chia sẻ vì đam mê. Nhưng mà khi mà những cái bạn trẻ bây giờ chúng ta lên báo hàng loạt những cái tin như những TikToker kiếm từng này tiền, nó đã vô tình khiến cho những cái người trẻ bỏ bê có khi cả công việc, học hành các thứ tinh. Anh thấy cái việc đó sẽ khiến các bạn có một suy nghĩ bị lệch lạc về cái việc là cái người làm nội dung là bây giờ chỉ cần lên TikTok làm như thế này kia là có tiền, có cách sống được. Đấy là một cái ảnh hưởng, bởi vì sao như em nói, người ta chỉ mất 30 phút để làm thôi. Mà đấy là mình còn làm review các kiểu đi, ví dụ như làm như vậy. Còn nhiều bạn thì có thể là không cần làm review, các bạn làm đủ trò, nhưng có khi còn tiết kiệm thời gian hơn. Nhiều idol lắm. Đấy, là các bạn đã có tiền. Không, mà em nghĩ này, phải có người xem thì mới có nội dung mới ra. Thì một phần em nghĩ là do người xem TikTok họ chưa có khả năng chọn lọc ấy. Họ thích xem những cái nội dung như vậy thì người ta mới làm. Thì đó chính là cái câu chuyện rằng là cũng không phải là xấu xa quá. Tại vì cái đấy là lựa chọn của mỗi người. Nhưng mà cái xấu xa đây thứ hai xuất hiện đến từ phía TikTok, đó chính là chúng ta đọc những cái bài viết về cái việc đấy, các TikToker bẩn khi mà dùng những cái nội dung không sạch để nhưng mà vì họ biết là có bẩn hay không ấy, chỉ cần họ nổi là họ sẽ cách kiếm tiền. Thì đó chính là cái tác hại thứ hai mà cực kỳ lớn. Và như em nói là do người xem TikTok họ thích xem người ta mới làm, đúng không? Thì đó chính là cái điểm khi mà người xem TikTok quá nhỏ. Tại sao bây giờ những cái video kiểu thế lại được view nhiều? Bởi vì đơn giản là những cái người mà trước đây ví dụ để cho trẻ con người ta xem YouTube, bây giờ lại cho trẻ con xem TikTok. Thì anh thấy cái việc mà làm những cái nội dung bẩn, bởi vì đơn giản chỉ quan tâm là làm TikTok gây sốc, có view thì sẽ tự động có người booking, là sẽ có tiền. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tư tưởng của những người làm nội dung khác, và ảnh hưởng đến những người kể cả làm chân chính khi mà muốn làm tử tế nhưng lại khó cạnh tranh lại những cái đội như vậy. Nãy giờ mình nói nhiều về người xem với là creator rồi, thì anh có nghĩ là một phần cái khuyết điểm, những cái điểm trừ, điểm xấu của TikTok là nó nằm từ phía những cái người làm những cái người... Tất nhiên, đấy là điều rõ ràng, là tại vì thực ra là em hiểu là cơ bản là bất kỳ nền tảng nào cũng đều do con người quản lý. Tức nghĩa là nó sẽ là định hình là con người thấy cái gì ra sao, đúng không? Giống kiểu là Facebook của mình, YouTube của mình hay là Twitter ở bên nước ngoài vân vân. Thì ví dụ như chúng ta so sánh một phiên bản khác là Douyin, là bản gốc ở bên Trung Quốc, thì Douyin được người ta đánh giá rất cao bởi vì nội dung mọi thứ rất hay và chỉn chu. Thì mọi người nói rằng là vì nó theo cái quy chế áp đặt của bên chính phủ Trung Quốc ngay từ đầu về những cái nội dung trên mạng internet nên nó quy củ. Nhưng tại sao đối với TikTok lại không làm được điều đó, trong khi các bạn sẽ nhìn thấy hiện tại là bên Mỹ là Tổng thống Joe Biden đã ký sắc lệnh cấm TikTok ở một số cái lĩnh vực, và cũng như là các cái công nhân viên chức hoặc là thậm chí sau này cả là học sinh các kiểu là sẽ không được sử dụng TikTok. Thì rõ ràng là cái ứng dụng này nó đang có vấn đề, mà không chỉ là chúng ta nhìn thấy mà các chính phủ cũng nhìn thấy. Nó là nó đang cung cấp nội dung không rõ ràng và cũng khiến cho là người xem dễ có những sự hiểu nhầm hoặc là sự sai lệch về tư tưởng giáo dục.
về kiến thức các bạn nhìn thấy ngày xưa bọn mình đã tốn bao nhiêu thời gian bóc phốt những cái video review công nghệ sai đúng không? Mà em hiểu nó toàn cả triệu view, chục triệu view. Thì tức nghĩa là giới trẻ tiếp thu những cái nội dung đấy sai và nghĩ nó là đúng. Thì đó là một cái sự nguy hiểm của tương lai. Và cả TikTok, cái đội ngũ TikTok họ còn có xu hướng là hơi bị dung túng, thao túng. Đúng. Ví dụ như những cái nội dung xấu, nội dung bẩn như anh nói á, đáng lẽ là nên dập tắt đi. Nhưng mà không, em thấy là họ vẫn cứ đẩy như thế. Đúng, thì về cơ bản là TikTok đây đi theo cái hướng là làm một ứng dụng mới. Tôi chỉ quan tâm là làm sao giữ chân người xem là được. Còn tôi không có quan tâm về việc là cái nội dung đấy đúng hay sai. Miễn là làm sao tạo drama khiến ta ở lại. Nhưng mà đấy chỉ là một phần của TikTok. Còn mình đang nói về video ngắn ấy, thì anh thấy rằng là ví dụ như Facebook Reel bây giờ quá nhiều clip nhạy cảm được up lên, sau đó dẫn link về những website hay những cái cho số Zalo chat sách lừa đảo. Anh thấy đấy là một cái hạn chế nữa khi kể cả Facebook không kiểm soát. Facebook em thấy thoải mái thật. Khi nào em nghĩ là Facebook đang sợ không ta? Kiểu như đang sợ TikTok như là đang thả cửa cho người dùng. Thì tất nhiên rõ ràng là Facebook và YouTube thì đều sợ thì bắt đầu mới làm cái trò đấy. Nhưng mà rõ ràng là với YouTube thì nó chặt chẽ hơn một tí. Facebook thì nó đang mở, quá mở, thành ra là nó sẽ bị loạn cào cào cái nội dung đấy lên. Vì thế anh chọn xem Reel. Anh xem Reel thì chưa bao giờ bị dính các nội dung bẩn cái hết. Cái Reel của Instagram thấy nội dung nó khá là riêng biệt á, nó không có bị kiểu là re-up lại quá nhiều. Đó, và như vậy đấy là trong video ngày hôm nay thì bọn mình đang muốn chia sẻ về sự bùng nổ của cái dạng nội dung ngắn hay là dạng nội dung dọc ở trên mạng xã hội của chúng ta trong những cái năm dịch dã gần đây. Thì không biết là anh em như thế nào, các bạn là những cái người nào mà đã làm nội dung video dạng dọc hay là video ngắn chưa? Hãy comment ý kiến ở bên dưới, hay kể cả các bạn là người xem, các bạn muốn đóng góp gì cho những người làm nội dung ngắn, dạng nội dung dọc trong tương lai 2023. Và các bạn có thể xem kênh video của Nhi Thỏ để xem là các bạn ấy làm gì ở trên đấy nhá. Và hẹn anh em trong các video lần sau. Bye bye, sắp tới còn có kênh Gia Dũng nha mọi người.